À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng tất cả các con đã đến với môn tiếng Việt lớp 5. Cô muốn kể cho các con nghe câu chuyện có thật diễn ra trong lớp học của cô từ nhiều năm trước và đã được cô minh họa thành một bức tranh hoạt hình. Câu chuyện ấy xoay quanh việc bạn Minh và An chế nhạo Mai yếu đuối. Có một chồng ghế mà B thấy khó khăn, bạn Mai buồn lắm. Các con có biết không, trên thực tế, bạn Mai đã làm tốt rất nhiều việc. Điển hình như bạn luôn là một học sinh học giỏi nhất lớp. Bên cạnh đó, bạn ấy hát cũng hay nữa. Các con ạ, chúng ta đang ở trong đầu tiên của chủ điểm nam và nữ. Những bài học này sẽ phần nào liên quan đến tính cách cũng như quyền bình đẳng giữa nam và nữ. Bài học ngày hôm nay là một minh chứng cho việc trong xã hội tồn tại suy nghĩ trọng nam khinh nữ. Suy nghĩ đó liệu có văn minh hay không? Chúng mình hãy cùng nhau tìm hiểu trong bài tập đọc Con gái của tác giả Đỗ Thị Thu Hiên. Bài học này sẽ giúp các con đạt được những mục tiêu: đọc đúng, trôi chảy toàn bài, đọc diễn cảm với giọng kể thủ thỉ, hiểu được nội dung của bài đọc. Nào, chúng mình cùng lắng nghe bài đọc nhé. Con gái. Mẹ sắp sinh em bé, cả nhà mong, mờ háo hức. Thế rồi, mẹ sinh một em gái. Dì Hạnh bảo, lại một vịt trời nữa. Cả bố và mẹ đều có vẻ buồn buồn. Đêm mơ trằn trọc không ngủ. Em không hiểu tại sao mọi người lại có vẻ không vui lắm khi mẹ sinh em gái. Mơ thì kém gì con trai nhỉ? Ở lớp em luôn là học sinh giỏi. Tan học các bạn trai còn mải đá bóng thì mơ đã về cặm cụi tưới rau rồi chẻ củi nấu cơm giúp mẹ. Thế mà đám con trai còn dám trêu mơ. Các bạn nói rằng con gái chẳng được tích sự gì, tức ghen. Mẹ phải nghỉ ở nhà, bố đi công tác xa, mơ làm hết mọi việc trong nhà giúp mẹ. Tối mẹ ôm mơ vào lòng thủ thỉ. Đừng vất vả thế, để sức mà lo học con ạ. Mơ nép vào ngực mẹ thì thào. Mẹ ơi, con sẽ cố gắng thay một đứa con trai trong nhà, mẹ nhé. Mẹ ôm chặt mơ, trào nước mắt. Chiều nay, thằng Hoan học lớp 3C mải đuổi theo con cào cào, trượt chân sa xuống ngòi nước. Nó cứ chới với. Mơ vội vàng lao xuống, cả hai đứa ngụp lên, ngụp xuống, uống cơ man là nước. May mà mọi người đến kịp, thật thú vía. Tối đó bố về, bố ôm mơ chặt đến ngộp thở. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt. Chỉ có em bé nằm trong nôi là cười rất tươi. Chắc là em khen chị mơ giỏi đấy. Dì Hạnh nói giọng đầy tự hào. Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì 100 đứa con trai cũng không bằng. Theo Đỗ Thị Thu Hiên. Các con ạ, để tiện luyện đọc cũng như theo dõi, cô chia bài đọc này thành 5 đoạn. Giống như bố cục trình bày trong sách giáo khoa. Các con hãy đánh dấu bằng bút chì vào trong sách nhé. Tiến trình của tiết học ngày hôm nay cũng giống như các bài tập đọc khác, đi theo 3 phần: luyện đọc đúng, tìm hiểu bài và luyện đọc hay. Chúng ta cùng đến với phần luyện đọc một số từ khó phát âm. Sắp sinh, trằn trọc, luôn là, nấu cơm, buồn buồn. Chúng mình lưu ý, một số bạn hay đọc sai từ trằn trọc thành trằng trọc. Luôn là, một số bạn phát âm luôn là, nấu cơm, nhiều bạn cũng bị ngọng, nấu thành lấu. Và buồn buồn, một số bạn phát âm buồn buồn. Chúng mình lắng nghe cô đọc và đọc lại nhé. Sắp sinh, trằn trọc,
luôn là nấu cơm, buồn buồn. Việc phát âm đúng của những từ khó sẽ giúp cho người đọc, người nghe hiểu được nghĩa của từ và viết đúng chính tả đấy. Trong bài cũng xuất hiện một số câu dài, ví dụ như câu ở trên màn hình. Theo các con, nên ngắt nghỉ như thế nào là hợp lý? Hãy tham khảo cách ngắt nghỉ của cô. Dì Hạnh nói, giọng đầy tự hào, biết cháu tôi chưa? Các con ạ, trong bài cũng xuất hiện một số từ khó cần giải nghĩa. Vịt trời. Vịt trời là loài vịt sống thành đàn. Khi lớn lên, chúng có thể bay được. Khi ví con gái là vịt trời, thì đây là cách gọi với ý xem thường, cho rằng con gái lớn lên sẽ đi lấy chồng, bố mẹ không nhờ vả được gì. Còn cơm man có nghĩa là rất nhiều. Các con thân mến, việc hiểu nghĩa của một số từ khó sẽ phần nào giúp các con dễ dàng hơn trong quá trình tìm hiểu nội dung bài đọc đấy. Nào, chúng ta hãy đến với câu hỏi đầu tiên. Chúng mình hãy tìm những chi tiết trong bài cho thấy mọi người ở làng quê mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái. Chúng mình hãy bấm nút dừng màn hình, sau đó gạch chân dưới những chi tiết vào trong sách giáo khoa nhé. Mời các con bắt đầu. Hãy đối chiếu với câu trả lời nào. Những chi tiết trong bài cho thấy mọi người ở làng quê mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái, được thể hiện qua câu nói của dì Hạnh khi mẹ mơ sinh con gái. Lại một vịt trời nữa là câu nói thể hiện sự thất vọng, chê bai. Cả bố và mẹ của mơ đều có vẻ buồn buồn, vì bố mẹ mơ cũng thích con trai, xem nhẹ con gái. Còn các bạn con trai ở lớp mơ thì nói rằng con gái chẳng được tích sự gì, vì trong suy nghĩ của chúng và những người ở làng quê chỉ có con trai mới làm được chuyện lớn. Tuy nhiên, có một sự việc bất ngờ đã khiến những người thân của mơ thay đổi quan niệm về con gái. Đó là sự kiện nào vậy? Phương án A, bọn con trai trêu mơ. Phương án B, mơ cứu em Hoan. Phương án C, mẹ sinh em gái. Và phương án D, bố đi công tác xa. Đáp án của con là gì? Cô chúc mừng những bạn nào có lựa chọn là phương án B. Sự kiện mơ cứu em Hoan đã giúp cho những người thân của mơ thay đổi quan niệm về con gái đấy. Trên thực tế, ở lớp hay ở nhà thì mơ vẫn không thua kém các bạn nam nào cả. Ở lớp, mơ là một học sinh giỏi, đi học về trong khi các bạn nam còn mải chơi đá bóng. Mơ đã tưới rau, chẻ củi và nấu cơm. Khi bố đi công tác, mẹ mới sinh em bé, mơ đã tranh thủ làm hết việc nhà. Khi Hoan sa xuống ngòi nước, mơ đã không ngại ngần lao xuống để cứu em Hoan. Và bây giờ, chúng ta hãy gạch chân vào trong sách giáo khoa những chi tiết cho thấy sau khi mơ cứu em Hoan, những người thân của mơ đã thay đổi quan niệm về con gái. Chúng mình đã hoàn thành xong chưa? Đối chiếu với đáp án của cô nhé. Đó là những chi tiết. Bố ôm mơ chặt đến ngộp thở. Ngộp thở, cảm giác ôm rất mạnh và tưởng chừng như không thể thở nổi. Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt. Và điều đặc biệt thú vị ở đây, dì Hạnh là người đầu tiên chê bai khi mẹ mơ lại sinh em gái. Bây giờ, dì Hạnh nói với giọng đầy tự hào. Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì 100 đứa con trai cũng không bằng. Vậy là, qua câu chuyện này, các con thấy đấy, bạn mơ là con gái nhưng rất giỏi,
Bạn chăm học, chăm làm, thương yêu, hiếu thảo với cha mẹ và dũng cảm như con trai. Qua câu chuyện của bạn Mơ, chúng ta thấy tư tưởng xem thường con gái là vô lý và cần loại bỏ ngay. Vậy là chắc hẳn các con đã nắm được nội dung của bài đọc rồi phải không? Câu chuyện khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn. Ngoài ra, câu chuyện muốn phê phán quan niệm trọng nam khinh nữ. Qua câu chuyện của cô bé Mơ, chúng ta đều nhận thấy rằng quan niệm trọng nam khinh nữ là hoàn toàn sai lầm, lạc hậu. Con trai hay con gái đều đáng quý, đều quan trọng. Và quan trọng hơn là người con đó phải ngoan ngoãn, hiếu thảo, làm vui lòng cha mẹ. Nam và nữ đều bình đẳng trong tất cả mọi việc. Hiểu được nội dung bài đọc rồi, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong phần luyện đọc hay. Toàn bài, chúng mình lưu ý đọc với giọng kể thủ thỉ, tâm tình. Chú ý câu nói đầu tiên của dì Hạnh, lời đáp của Mơ, đoạn Mơ cứu Hoan, hay lời khen của dì Hạnh. Chúng ta cùng thử đọc diễn cảm đoạn cuối cùng của câu chuyện. Lưu ý, nhấn giọng ở những từ cô in màu đỏ. Ngộp thở, rơm rớm nước mắt, cười rất tươi, đầy tự hào. 100 đứa con trai. Chúng mình hãy bấm nút dừng màn hình và luyện đọc nhiều lần đoạn này nhé. Và hãy thi xem bạn nào đọc hay hơn khi các con gặp các bạn ở lớp. Vậy là tiết học của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô trò chúng ta sẽ tạm biệt nhau và hẹn gặp lại các con trong những video lần sau. Xin chào. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.